Các bạn nhìn thấy cái sa tế mình như thế nào? Wow, màu rất là đẹp. Đây là màu tự nhiên của hạt điều nha. Mình không có bỏ màu thực phẩm. Đây là màu hoàn toàn tự nhiên, rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ kênh Món Ăn Ngon Mỗi Ngày. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm sa tế tại nhà vô cùng đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình là 50g sả xay. Mình đã xay nhuyễn ra rồi. Các bạn có thể băm nhuyễn nha. Tiếp theo là mình cần sử dụng là dầu ăn. Dầu ăn thì mình sử dụng là 150ml dầu ăn, 20g tỏi, 7g gừng. Ớt thì mình sử dụng tùy thích, mình ăn cay thì mình sử dụng nhiều nha. Tiếp theo là 7g hạt điều. Hạt điều này để tạo cho cái dầu mình có một cái màu đẹp. Tiếp theo là các bạn sử dụng cho mình là giấm ăn. Nếu như mà các bạn không có ớt tươi thì các bạn có thể thay thế là ớt xay, ớt khô nha. Ớt khô cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Bây giờ mình sẽ bầm tỏi với ớt cho nó nhuyễn ra. Mình bầm ba loại này chung một lượt luôn nha các bạn. Mình không cần phải làm riêng. Mình cho vào chung luôn. Mình có thể là cho vào máy mình xay cũng được nữa. Còn mình không có cái máy mà xay đa năng á, mà cũng có một ít à, nên mình băm đi. Mình băm cho thật nhuyễn nha các bạn. Rồi, mình đã băm cho nó nhuyễn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm nha. Bây giờ các bạn có thể là chuẩn bị cho mình một cái chảo hoặc là một cái nồi nha. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào. Giờ mình đợi dầu cho dầu nó nóng lên. Bây giờ dầu của mình đã nóng rồi, giờ mình sẽ cho cái hạt điều này vào. Các bạn chú ý nghe, mình để lửa vừa thôi nha. Rồi bây giờ mình nấu cho cái hạt điều này nó ra cái màu vàng của nó. Mình nấu khoảng 45 giây đến 1 phút là nó ra màu vàng đậm rồi các bạn. Rồi bây giờ cái dầu của mình nó đã vàng đậm rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cái hạt điều này ra mình bỏ. Mình không có lấy cái hạt điều này. Rồi sau khi mình lựa cái hạt điều rồi, bây giờ cái dầu của mình nó đã nóng trở lại. Bây giờ mình sẽ cho cái tỏi nè, ớt nè, gừng mình bầm mình cho vào mình phi nha. Sau khi mình cho vào được khoảng 30 giây rồi, cái tỏi của mình nó gần vàng thì mình sẽ cho cái sả vào. Lúc này thì mình sẽ để lửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Mình để lửa nhỏ nhỏ thôi đặng cho cái sả đồ nó chín. Các bạn cho mình vào đây khoảng 1 muỗng rưỡi đến 2 muỗng cà phê giấm ăn. Mình cho vào. Tiếp theo các bạn cho mình vào đây là 2 muỗng cà phê đường. Và khoảng 1 muỗng cà phê muối. Các bạn có thể cho ít muối lại một chút cũng được nữa nha. Rồi giờ mình sẽ khuấy đều ra. Rồi bắt đầu mình sẽ nấu trong khoảng 1 phút tới 2 phút thôi. Mình nấu cho nó chín là được rồi. Cho các gia vị nó tan đều là được. Rồi sau khoảng 2 phút giờ mình tắt bếp là được rồi các bạn.
Và bây giờ mình sẽ nhắc xuống bếp và mình để cho nó nguội đi. Chỉ với một ít thời gian thôi mà mình đã có món sa tế này cho gia đình mình sử dụng rồi. Rất là đẹp nha. Cái màu này là màu của hạt điều nên nó sẽ có một cái màu vàng nhìn rất là đẹp. Thì với cái cách làm này á thì bí quyết ở đây là mình sẽ bỏ cái gừng á các bạn. Gừng và giấm nó sẽ tạo một mùi thơm nhẹ, còn giấm nó sẽ giúp trung hòa cái sa tế của mình lại. Thì với cái cách làm sa tế này mình có thể là sử dụng để ướp thịt nè, rồi làm bánh tráng trộn vân vân, rất là nhiều thứ. Thì về bảo quản á, nếu như mà các bạn để ở ngoài nhiệt độ ngoài bình thường á thì các bạn cho vào keo và đậy kín lại để chắc được khoảng cỡ 2 ngày. Còn nếu như mà cho vào ngăn mát của tủ lạnh á thì bảo quản được rất là lâu, khoảng trên 1 tuần á các bạn. Về cái độ sánh của sa tế thì nếu như các bạn thích cái sa tế mình nó sánh đặc nhiều á thì các bạn bớt cái lượng dầu lại, không có gì khó đâu, mình chỉ cần bớt cái lượng dầu lại là được rồi. Nếu thích các bạn nhớ like và chia sẻ video cho mọi người cùng biết để làm món sa tế cực đơn giản này cho gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn nút đăng ký để sớm nhận được những video từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn thành công nha. Và đây là thành phẩm của mình. Đó, một màu rất là đẹp nha các bạn. Màu vàng rất là đẹp. Thì với cái cách này ấy, thì mình sẽ đảm bảo được an toàn cho sức khỏe của gia đình mình. Tại vì mình bán ở ngoài không biết họ bỏ cái gì. Mà khi mà ăn muối á các bạn, nó không có mặn luôn á. Không biết họ bỏ họ pha cái gì vô nữa. Nhưng mà ăn cái hạt muối là nó không có mặn luôn á. Thì với cái cách này thì mình sẽ đảm bảo về mặt an toàn cho gia đình mình. Thì khi mà mình sấy nó khô thì mình sẽ bảo quản cái muối này được lâu hơn nha. Thì mình bảo quản mình chỉ cần cho vào một cái lọ hoặc một cái túi là mình đậy kín nó lại thôi. Nếu thích các bạn nhớ like và chia sẻ video cho mọi người cùng biết để làm cái món muối tôm này nha. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn nút đăng ký để tiện theo dõi những video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhìn thấy cái muối tôm của mình như thế nào? Wow, rất là thơm nha. Nó khô ráo như thế này là thì mình mới bảo quản được lâu. Một màu vàng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cùng bắt tay vào làm nha. Rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ cần bỏ một ít thời gian ra thôi. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt nó ra được rồi. Và đây là thành quả của mình. Rất là nhiều nha các bạn. Màu vàng rất là đẹp. Mình sẽ ăn thử một miếng nha các bạn xem, nó rất là giòn. Nó giòn giống như bánh snack vậy đó các bạn. Sau khoảng 12 phút nướng rồi, bây giờ mình sẽ lấy cánh gà ra. Wow, các bạn thấy cánh gà nướng mật ong mình như thế nào? Một màu vàng rất là đẹp đúng không? Rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào bếp làm món cánh gà nướng mật ong này nha. Và đây là dĩa cánh gà của mình. Đó, rất là đẹp đúng không? Màu rất là đẹp. Cái da nó bóng đó, tại mình quét cái mật ong lên đó các bạn. Nhìn thấy rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó hơi nguội chút xíu rồi mình sẽ ăn thử nha các bạn.